thế giới hỗn loạn vô cùng và giai đoạn tuổi trẻ giúp bạn cảm nhận điều này rõ rệt nhất. Sẽ như thế nào nếu ta dùng một trái tim yếu đuối chống chọi với vô vàn thử thách của cuộc đời ngoài kia đây? Nếu bạn đang cảm thấy mơ hồ và có chút cô đơn khi phải lần đầu học cách làm người trưởng thành, thì cuốn sách Đừng khóc ở Sài Gòn của tác giả Xuân Thảo sẽ giúp bạn xoa dịu, vỗ về những cảm xúc tiêu cực ấy. Sách được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2022 với độ dày 215 trang, in trên khổ giấy 19cm. Nội dung cuốn sách Đừng khóc ở Sài Gòn tập trung chủ yếu về tình yêu. Từng trang, từng chữ, Xuân Thảo mang đến là những câu chuyện tình yêu của chính cô hay chính người thân xung quanh. Đâu đó bạn sẽ vô tình bắt gặp câu chuyện của chính mình tại nơi đây. Chính yếu tố này đã làm nên nét hấp dẫn đặc biệt của cuốn sách. Đây là những dòng tản văn dịu dàng, an ủi những bạn trẻ đang phải vật lộn với vô số nỗi lo ngoài kia. Sức mạnh của những dòng tản văn của một người đã từng trải giúp bạn đọc cảm nhận được sự đồng cảm, lắng nghe những nỗi buồn của trái tim một cách chân thành nhất. Ở đâu đó, người ta hay đùa rằng Sài Gòn rộng lắm, cứ lỡ buông tay là lạc mất nhau. Có phải vì người ta khó tìm thấy tình yêu ở Sài Gòn, hay do tình yêu ở đây nó thật sự rẻ mạt? Một Sài Gòn với nhịp sống hối hả, ai đến với nơi này đều ôm cho mình một giấc mộng trên vai. Được ăn, được ngủ, được yêu với Sài Gòn. Nhưng chính sự hối hả mà nơi này mang lại, vô tình việc sống chậm lại trở nên khó khăn với con người nơi đây. Có lúc vui thì cũng có lúc buồn, sông có khúc, người có lúc. Trong những lúc cảm xúc hỗn độn nhất, trầm lắng nhất, chúng ta tự hỏi, mình có ổn không? Đây cũng chính là câu hỏi khi kết thúc những trang cuối cùng của cuốn sách. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm là phải tự gánh vác lấy cuộc đời của chính mình. Thế nhưng tâm hồn ta sẽ thật sự nhẹ nhàng nếu trên mỗi hành trình, mỗi chặng đường ta bước đi đều được tiếp thêm sức mạnh. Những chia sẻ về cách đối nhân xử thế, tu dưỡng đạo đức đều được tác giả gửi gắm qua từng trang sách. Đừng khóc ở Sài Gòn chứa đựng những mỹ từ nhẹ nhàng, an ủi bạn đọc. Thật ra thế giới này đã đủ khắc nghiệt rồi, nên mong bạn hãy đối xử dịu dàng hơn với bản thân bạn nhé. Có thể nói, Đừng khóc ở Sài Gòn chính là một bản nhạc của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Tại đây chúng ta thấy được tiếng dao quen thuộc, mùi đất sau cơn mưa, cùng vô vàn những âm thanh sống động khác được Xuân Thảo gợi nhớ. Chỉ vọn vẹn trong hơn 200 trang, nhưng cuốn sách sẽ là một vòng tay êm ấm, khẽ vỗ về chính bạn, ôm lấy bạn với đầy sự yêu thương. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm này.